Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, trụ trì tu viện Kim Cang, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, chủ tịch chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho bà con khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch Covid-19. Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, đại diện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, tiếp nhận 30 tấn gạo để gửi đến cho bà con khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2021, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, đại diện cho Hội bảo trợ thành phố, Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, đã đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị trao tặng 400 bộ đồ bảo hộ, 5.000 cái khẩu trang N95, 10.000 khẩu trang y tế cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Trước đó, ngày 18 tháng 8 năm 2021, Tu viện Kim Cang, đại diện Ban trị sự, đã phối hợp cùng Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do ông Ngô Văn Luận, Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên, trao tặng các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho 40 hộ người Hoa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8 và quận Tân Phú, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Chiều ngày 21 tháng 8 năm 2021, Tu viện Kim Cang, đại diện Phật giáo huyện, kết hợp với đoàn công tác Ban dân vận Thành ủy thành phố do ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban dân vận Thành ủy Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, trưởng Ban dân tộc thành phố, ông Nguyễn Văn Lượng, phó trưởng Ban tôn giáo thành phố, Linh mục Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, phụ trách ngoại kiều Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà đại diện 10 hộ trong tổng số 80 hộ người Khmer và 15 hộ trong tổng số 95 hộ người Chăm trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Chatarangsay và văn phòng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo thành phố. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân. Chính vì thế, Phật giáo huyện Bình Chánh đã tích cực đẩy mạnh nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần làm tốt đời đẹp đạo, chung tay cùng các cấp lãnh đạo chính quyền chăm lo đời sống an sinh xã hội cho nhân dân trong mùa dịch bệnh này, góp phần giảm nhẹ nỗi lo của người dân, giúp nhiều gia đình an tâm chung tay phòng chống dịch bệnh.